là người sẽ là gánh vác một cái vai trò. Putin nó tạm thời bây giờ không không có đàm phán gì hết. Sau khi Ukraine đã bước vào trên lãnh thổ của Nga và cái hành động của Ukraine Putin cho là hành động khủng bố, nên là ông ta sẽ không đàm phán với khủng bố. Nên tạm thời là tình hiện bây giờ là giữa cuộc đàm phán vào tháng 11 có thể bị hủy bỏ. Tạm thời bây giờ nghe các quý vị, thay đổi có thể trong những vào tháng 10, tháng 9 có thể thay đổi, nhưng tạm thời bây giờ thì sẽ không có cuộc đàm phán vào tháng 11 sắp tới đây. Đây cũng là một cái điều khá là đáng buồn cho cả thế giới đang lo lắng. Vì ai cũng muốn cuộc chiến tranh này chấm dứt sớm. Không ai muốn cuộc chiến tranh này nó kéo dài hết. Nhưng mà bây giờ thì cái quan điểm của Putin ở tại Azerbaijan là ông ta không muốn đàm phán. Đây là bản tin đầu tiên để chúng ta thấy rõ được là Putin hiện bây giờ là bị quê đạn. Bởi sao? Bởi sao quê đạn? Bây giờ nếu mà Putin đàm phán bây giờ thì người ta sẽ nói là Putin bại trận, Putin đàm phán. Putin không chấp nhận. Putin không chấp nhận cái sự bại trận nhục nhã. Nên là Putin chờ cơ hội là mình chiếm ưu thế trở lại để đàm phán. Để cho mình đàm phán trên cái vấn đề vinh quang chiến thắng. Chứ không phải là đàm phán trong vấn đề bại trận được. Nên bây giờ không chịu đàm phán. Không chịu đàm phán. Nhất trí là không, không đàm phán với khủng bố. À, các quý vị à, ông nói là ông không đàm phán với khủng bố. Tại vì ông bại trận, lúc mà ông thắng trận cách đây vài ngày trước, trước khi mà ngày 6 tây tháng 8, ông còn kêu đàm phán mà. Lúc đó ông thắng trận, bây giờ ông bại trận, ông không muốn, không muốn. Ngoài ra thì sắp tới đây thì Ukraine sẽ đoán mời, hiện bây giờ ngày hôm nay Ukraine công bố là họ đang chờ đợi cái chuyến thăm của ông Thủ tướng Ấn Độ, đó là ông Modi. Có thể đây là một cái chuyến thăm lịch sử, cũng là lần đầu tiên mà chính phủ Ấn Độ ghé thăm Ukraine. Thì cô chú anh chị em cũng biết được là trong một cái đất nước Ấn Độ á, là một cái quốc gia nó cũng khá là phức tạp về vấn đề ngoại giao, đặc biệt là cái chiêu trò là bắt cá nhiều tay đó. Vừa bắt tay với Nga, vừa bắt tay với Mỹ, vừa bắt tay với châu Âu. Và cái vấn đề này nó cũng làm cho người ta rất là lo lắng trong cái lập trường chính trị của Ấn Độ là trong những quốc gia lớn. Và hiện bây giờ thì Ấn Độ sẽ ghé thăm Kiev, cụ thể nguyên nghĩ là bữa nay hay ngày mai vừa ghé đó, vì sáng ngày hôm nay thì chính phủ của Ukraine họ nói họ đang chờ đợi đoán thủ tướng của Ấn Độ ghé thăm. Thì nguyên không rõ như thế nào, nhưng mà sự viếng thăm của thủ tướng Ấn Độ nó cũng sẽ tạo ra thêm một cái hào hứng và để thấy rõ được là cái sự bận tâm của nhiều quốc gia lớn đến Ukraine như thế nào. Đây là bản tin nhỏ mà thôi. Và bây giờ chúng ta quay trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là Belarus kéo quân áp sát biên giới của Ukraine với quy mô lớn, cả luôn vũ khí hạt nhân. Để làm gì? Mà lúc nãy cuối chương trình chúng ta tâm sự. Thì bây giờ để làm gì thì chúng ta không rõ. Có thể là bởi vì cái số mệnh giữa ông Tổng thống Lukashenko với Putin là cùng một số mệnh. Putin còn thì ổng còn, Putin mất thì ổng mất. Nên là cái điều này nó cũng có thể nói là bởi vì ông ta đã không còn đường lựa chọn và ông ta bắt buộc phải đi vào cuộc chiến. Cũng có thể. Tất nhiên là cái này không ai khẳng định được. Có thể là ông ta chỉ có đe dọa Ukraine để giúp đỡ Nga. Để cho giúp đỡ Nga là bởi vì lực lượng Ukraine bắt buộc phải phòng thủ ở khu vực biên giới ở miền Bắc. Thì nó sẽ giảm bớt đi số lượng binh sĩ để có thể tấn công ở khu vực kết. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân để hỗ trợ chương trình. Ông ta làm dữ dội như vậy có thể là chỉ có mục đích là đe dọa và để cho binh sĩ của Ukraine phải chi phối. Không có thể gom quân để mà tấn công ở những khu vực khác mà bắt buộc phải giam chân khoảng tầm 20.000 binh sĩ. Mục đích của ông ta hiện bây giờ mình chưa rõ vì mình không phải là con sâu nằm trong bụng của ông Tổng thống Lukashenko. Không ai biết điều đó cả. Nhưng mà các vị biết là ngày hôm nay NATO đã điều động thêm 20.000 binh sĩ áp sát biên giới Belarus. Ngoài lực lượng của Ba Lan, là bởi vì Ba Lan là cái quốc gia láng giềng, nên là Ba Lan có một số lượng binh sĩ rất là đông ở cặp biên giới, thì lực lượng NATO 20.000 binh sĩ đã áp sát biên giới Belarus.
và gửi tối hậu thư răn đe Belarus. Nếu anh vượt qua cái làng biên giới của Ukraine, thì các anh sẽ hứng chịu sự hậu quả của chúng tôi ngay lập tức. Đây là cái tối hậu thư sau khi cái sự giúp đỡ, Tổng thống Zelensky đã kêu sự giúp đỡ đến từ Liên minh NATO. Sau khi cái tình trạng biên giới ở miền Bắc mà Tổng thống Zelensky đánh giá có phần nguy hiểm, Tổng thống Zelensky đã điện thoại trực tiếp đến ông John Stoltenberg và kêu gọi Liên minh NATO có hành động cụ thể để ngăn chặn sự việc này. Thì hiện bây giờ NATO trong ngày lập tức đã có hành động cụ thể. Ngoài cái đó, ngày hôm nay thì Đức đã ký một cái hợp đồng quân sự với Litva và sẽ xây một căn cứ quân sự của Đức cách biên giới Belarus khoảng tầm 12 cây số. 12 cây số thôi. Lần đầu tiên Litva đã cho phép Đức mở một căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Litva với trong một cái bối cảnh chính trị khá là phức tạp. Đặc biệt là trong một cái bối cảnh là trong tương lai Belarus có thể tham chiến hay không, không rõ. Tình trạng cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga sẽ diễn biến như thế nào và những quốc gia liên minh NATO sẽ bị tác hại ra sao. Nên là Litva đã cho phép ký hợp đồng quân sự với Đức. Hiện bây giờ đang xây khẩn cấp cái căn cứ quân sự cho khoảng tầm 4.000 binh sĩ của Đức. Đức sẽ điều động thiết bị khí tài quân sự của mình, hàng nặng của mình. Trong đó nó gồm tất cả những vũ khí hàng nặng, hệ thống phòng không, xe tăng Leopard, đủ thứ vũ khí cả. Và sẽ đóng đô ở tại biên giới của Litva, cách Nga khoảng tầm 150 cây số, nhưng cách Belarus, mục đích là gần Belarus, gần Kaliningrad, chỉ có 12 cây số mà thôi. 12 cây số mà thôi. Vậy có nghĩa là gì? Vậy có nghĩa là Belarus đang bị bao vây. Hành động của Belarus bây giờ là nhúc nhích một chút xíu thôi là bị ăn đập liền. Hiện bây giờ mà hành động của Belarus chỉ cần bị nhúc nhích một chút xíu thôi, chúng tôi đang nhìn anh nó. Đó, người Tây phương mà họ làm gì hành động như này các vị. Có nghĩa là hành động của anh là bị trong cái nằm kiểm soát của chúng tôi. Nằm kiểm soát của chúng tôi. Hiện bây giờ anh mà nhúc nhích là chết. Chết. Nghe đừng mà đặt vào kéo mấy trăm ngàn binh sĩ kế bên biên giới của Ukraine. Nghe. À, thì anh đừng có tưởng các anh sẽ chết. Đây là cái sự đe dọa trực tiếp của NATO ngày hôm nay. Lần đầu tiên Nguyên thấy NATO đã có một cái hành động rất là cụ thể, lẹ, mãnh liệt. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có đưa ra cái sự phán đoán mãnh liệt để đe dọa Belarus không có những hành vi quá lố ở khu vực biên giới miền Bắc của Ukraine. Thì có đánh hay không thì mình không biết. Trong Nguyên nói á, chiến tranh mà chẳng ai biết được, mấy cái ông nhà lãnh tụ này cũng không nghe đón được. À, thì mình cứ, người ta cứ đang bảo vệ, người ta đang lo lắng. Người ta đang lo lắng, cô chú và anh chị em. Đây là tình trạng khu vực gần Belarus trong ngày hôm nay được nhiều người chú ý. Ngày hôm nay có một bản tin này khá hay, được loan tả ra được rất là nhiều. Nguyên thấy là bên Việt Nam cũng đưa và đài nào cũng nhiều cũng đưa. Đó là bài phát biểu của phía bên Tiệp Khắc. Jack công bố rằng là Jack sẽ ủng hộ dù Ukraine chưa lấy được toàn vẹn lãnh thổ. Jack sẽ ủng hộ Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Trong Nguyên ngừng đây trước khi bản tin này, Nguyên thấy các quý vị comment NATO không dám đụng Nga nhưng NATO sẽ sẵn sàng đụng Belarus vì cái lý do là địa lý chính trị. Nó đơn giản là như vậy. Tự nguyên một cái bánh châu Âu không? Ở chính giữa có ông độc tài chỗ đó, khó chịu lắm. Xung quanh toàn là đồng minh NATO không? Tự anh chính giữa, ngay chân trung tâm châu Âu, chính giữa. Mọc ra ông độc tài. Cũng giống như các quý vị, cái khuôn mặt nó đang đẹp đẽ, nó một cái mụn bự như nè. Ngay chân cái lỗ mũi á, nó khó coi lắm. Nó khó chịu lắm. Nó mọc ở đâu cũng được. Nhưng mà nó mọc ngay chân cái lỗ mũi. Nó xấu như con gấu. Nên là cái điều đó NATO không dám đụng Nga, nhưng mà đụng Belarus thì sẽ sẵn sàng. Vì là địa lý chính trị nó phức tạp. Ông Belarus ông nằm chính giữa, ông nằm ở chính giữa xung quanh NATO. Nên nó phiền ở chỗ đó. Nếu ông nằm ở mé bên bìa
mé bên bờ gần Nga thì không ai đụng ông hết á. Không ai đụng ông hết. Và cái diện tích đất đai của ông nằm ở ngay chăn biên giới của NATO, xong đồng minh không. Đó. Nó là người ta khó chịu ổng, người ta mê ổng lắm rồi, nhưng mà không có cái lý do, một cái cớ nào để quýnh ổng hết. Vì đánh chiến tranh nó phải có được lòng dân và được hợp lệ theo cái luật lệ của quốc tế. Người ta chờ cái cơ hội ổng sai phạm để mà có thể trực tiếp xóa sổ cái mụn cho cái lỗ mũi này cho nó xong. Các quý vị. Và bây giờ thì Trung Yên nói cái bài phát biểu của phía bên Tiệp Khắc. Tiệp Khắc cho rằng là dù Ukraine không có lấy lại toàn vẹn lãnh thổ đi nữa thì Tiệp Khắc vẫn ủng hộ Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Tất nhiên là một mình Tiệp Khắc, Ukraine không thể nào sáp nhập được. Một mình Tiệp Khắc thì Ukraine không thể nào sáp nhập được. Cái điều đó thì chúng ta phải hiểu rằng là phải 32 thành viên của NATO đồng ý. Chỉ có một thành viên phản bác cũng không được. Nhưng mà cái sự công bố của Tiệp Khắc đó, nó nói lên một cái vấn đề khác. Nó nói lên một cái vấn đề khác. Nó nói lên rằng là hiện bây giờ có một cái xu hướng là muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này với cái sự trao đổi. Là Ukraine nhường lại một phần lãnh thổ cho Nga, đổi lấy lại Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Cái này mới là cái trọng tâm. Vì hiện bây giờ các quý vị cũng biết đó, là muốn bảo vệ Ukraine trong cái con đường dài đó, không có cách nào khác, đó là sáp nhập vào liên minh trong cái tổ chức lớn hết. Và hiện bây giờ cuộc chiến tranh nó đang tiếp diễn, thì chừng nào cuộc chiến tranh chấm dứt và chừng nào Ukraine có thể sáp nhập được không ai rõ. Nên Tiệp Khắc mới nói rằng là cái vấn đề mà lấy lại toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nó không phải là cái vấn đề cần thiết. Cái sự cần thiết là bảo vệ được đất lãnh thổ của Ukraine và người dân Ukraine. Đó. Nên là họ mới ngỏ rằng là dù Ukraine không lấy được toàn vẹn lãnh thổ nhưng vẫn có thể sáp nhập được NATO. Và có nghĩa là họ nói gì? Thôi, chúng ta thỏa thuận với Nga. Đất đai của Nga lấy bao nhiêu đó cho ông Nga. Ngược lại Nga phải chấp thuận Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Đó. Thì đây là cái quan điểm này nó đã từng có từ lâu rồi chứ không phải là mới đâu. Nó đã có rất là từ lâu. Trong cái quan điểm đó, mấy ông Pháp, Tổng thống Pháp của Nguyên cũng có cái quan điểm đó. Đặc biệt là Tổng thống Pháp đã từng nói mà nếu Ukraine thất thủ đến cái khu vực dùng sông Dnipro thì Pháp sẽ gửi binh sĩ. Tại sao không gửi sớm mà phải đợi Ukraine thất thủ? Bởi vì địa lý của Ukraine nó có một cái vùng biên giới tự nhiên, đó là cái con sông từ Bắc xuống Nam. Từ Bắc xuống Nam. Nó có một cái con sông tự nhiên, nó tạo ra cái lằn biên giới tự nhiên. Thì đã có những cái ý định đó. Ý định là muốn xúi dục Ukraine nhường đất đai cho Nga, đổi lấy được sáp nhập vào liên minh NATO. Đã có những cái suy nghĩ này từ lâu. Nhưng cái suy nghĩ này đã bị bác bỏ. Bị Ukraine bác bỏ. Bị chính phủ Ukraine bác bỏ. Vì Ukraine không đồng ý điều đó. Rồi bị Nga bác bỏ vì Nga không thể nhận được Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Nên là cái đề nghị của NATO đã từng có chứ không phải là không có. Trung Nguyên khẳng định cái điều đó qua nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có đất nước Pháp nữa. Nhưng mà người ta không công khai ra cụ thể, nhưng trong nội bộ đã từng đàm phán cái điều đó. Chỉ có điều là Nga không đồng ý và cả Ukraine không đồng ý, nên cái quan điểm mà nhường đất để sáp nhập vào liên minh NATO đã thất bại. Đã thất bại của chú và anh chị em. Vì người ta nói bây giờ sẵn tiện là có cái biên giới tự nhiên rồi. Cái con sông Dnipro nó từ tuốt ở miền Bắc nó chạy xuống miền Nam luôn. Và cái diện tích đất đai nó khá lớn, nó đã tạo ra cái biên giới thiên nhiên sẵn có rồi. Nhưng mà Ukraine thì tất nhiên là họ không đồng ý cái điều đó. Không đồng ý cái điều đó. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề phát biểu của phía bên Tiệp Khắc mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Đây là những bản tin liên quan đến Ukraine. Chắc là các quý vị đã nhận hết tất cả những bản tin hot của Ukraine trong 24 tiếng đồng hồ. Cả luôn những bản tin gần nhất, mới nhất. Nguyên nghĩ là Nguyên đã không bỏ lỡ bất cứ bản tin nào. Và bây giờ, Trung Yên mạng Pháp chia sẻ bản tin của Hoa Kỳ trong cái bối cảnh bầu cử của Mỹ đang vô cùng hấp dẫn. Các quý vị cũng biết đó, bầu cử của Mỹ, Nguyên nói là hiện bây giờ cả thế giới đang theo dõi bầu cử của Mỹ. Sự ảnh hưởng chính trị nội bộ của Mỹ nó sẽ dẫn đến sự ảnh hưởng an ninh trật tự cả toàn cầu. Nước Mỹ xảy ra biến cố thì cả thế giới cũng loạn. Nước Mỹ ổn định thì tùy theo ai làm tổng thống, cái đường lối chính trị nó có sự thay đổi.
Đặc biệt là gần đây đó, bữa nay đó, bài phát biểu của bác Trump đó đã làm cho rất là nhiều người chia sẻ một cách rất là dữ dội. Bác Trump nói là đảng Dân Chủ đảo chánh. Các quý vị sẽ nghe không lầm đâu. Bác Trump kêu là đảng Dân Chủ đảo chánh. Các quý vị nói đất nước an bình mà, có nghe gì đâu mà đảo chánh. Kêu là đảo chánh trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Đảo chánh Bác Rô. Đảo chánh Bác Rô đưa bà phó tổng thống Kamala Harris lên. Rõ ràng là đảo chánh Bác Rô. Bác Rô bị đảo chánh. Bác Rô bị lực lượng trong nội bộ đảo chánh Bác Rô. Đấy à. Thì cái câu nói này á, là vừa nói khiêu khích, vừa nói chọc, mà cũng vừa nói thật. Vừa nói thật. Thứ nhất là Bác Rô bác không muốn từ chức. Bác Rô bác đâu có muốn từ chức đâu. Bác bị ép buộc. Bởi vì trong cái đảng Dân Chủ nó có bà chị Hai Giang Hồ, là cái người có máu mặt nhất trong đảng Dân Chủ. Đó là chị Hai Nancy. Mà chị Hai Nancy mà không ủng hộ rồi đó thì không ai dám ủng hộ hết. Thực tế thì bác Joe bác vẫn cho rằng là mình là người đủ sức, đủ minh mẫn, đủ sức khỏe và đủ tài năng để chiến thắng với bác Trump. Bác Joe trong đầu bác vẫn tin là điều đó. Tuy rằng trong đầu thôi, nhưng mà bác vẫn tin là cái điều đó. Bác vẫn tin là đinh giống như cột. Mà bác từng đã nói một cái câu mà Nguyên nhớ hoài. Nếu không phải tôi thì chúng ta sẽ bại. Chỉ có tôi mới thắng được Trump trong quá khứ và trong tương lai. Nha, yeah. Bác Joe nhà ta có cái thuốc uống tự tin nó rất là mãnh liệt. Bác Joe nhà ta tự tin dữ lắm. Nguyên không biết nước Mỹ có sản xuất thuốc tự tin hay không, nhưng bác Joe bác tự tin lắm. Nhưng mà bác bị ép buộc. Vì nếu mà bác ra tranh cử mà đảng phái không ủng hộ thì bác không thể thắng được. Bác bị sự ép buộc mà không ai xa lạ bác thừa nhận luôn. Bác Joe bác nói là do bà Nancy đó. Bà là chị hai của tôi. Đó, bà không ủng hộ tôi đâu có làm tổng thống được. Nè, bây giờ bà Nancy bà không ủng hộ tôi phải rút lui thôi. Lỗi là lỗi chị hai Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ. Thì đúng rồi, thì cái cách cựu tổng thống Donald Trump nói à, bác Joe đã bị lật đổ đúng. Lật đổ trong nội bộ đảng phái của mình. Rồi bác Joe đã không còn đường lựa chọn nào khác ngoài sự rút lui, rồi phải nhường lại cái vị trí đó cho bà phó tổng thống. Rồi bác Joe cũng bắt buộc phải yểm trợ bà, nếu mà không yểm trợ bà thì nhiều sự phiền phức do với đảng phái của mình. Khổ lắm. Các quý vị, trong phim kiếm hiệp nó có cái câu là dân bất du kỷ. Nó bị ở trong cái thế kẹt rồi. Nó không thể nào đường nào mà được lui cho bác Joe được. Nên là bác Trump nói kêu là bác Joe bị đảo chánh. Nghe cũng hợp lý chứ không? Chứ đâu phải không hợp lý đâu. Nghe cũng hợp lý đó. Thì cái bài phát biểu này nó đã dẫn đến một cái cơ hội cho bà phó tổng thống chỉ trích. Bà phó tổng thống nói trời ơi, ông Trump là thằng hèn. Ông sợ tôi chứ gì? Ông nói như vậy là ông muốn đánh với bác Joe bởi vì ông Joe ổng yếu. Ông đánh với cái ông lớn tuổi, bây giờ ông đánh với tôi, ông đụng với tôi, ông ngán đúng không? Ông mới nói như vậy, ông cáo buộc là tôi đảo chánh vì ông ngán tôi chứ gì? Ông sợ tôi chứ gì? Nghe, ông sợ tôi phải không? Đó. Thì đây là một cái cơ hội để cho bà phó tổng thống bà phản pháo lại. Thì chắc quý vị cũng biết là trong cái bộ máy chính trị của Hoa Kỳ á, nó có một sự đả kích qua đả kích lại, đó là chuyện rất là bình thường. Những lời nói, nhiều khi nó dùng những lời nói khá là khó nghe cho nhau nữa. Khá là khó nghe cho nhau. Thì nói bây giờ là bác Trump bác sợ hãi. Khi lúc đó là bác Joe không phải là đối thủ. Đó, mà hiện bây giờ chính là bà phó tổng thống. Nên là bác Trump bây giờ bác sợ hãi. Bác Joe hèn nhát. Đó. Thì đây là chúng ta thấy rõ được là hai bên đã có lời qua tiếng lợi trong cái vấn đề, trong cái giai đoạn tranh cử đang vô cùng sôi động. Nhưng mà cuộc đời nó ngộ lắm các quý vị. Nó xui thì nó xui đến tận cùng luôn. Nói bác Joe là tội nghiệp cho bác. Thực tế thì Nguyên nói là bác Joe là tội nghiệp cho bác. Thứ nhất là khi bác Joe mà ứng cử cách đây 4 năm về trước đó,
thì cũng đảng Dân Chủ đưa lên cho ai? Nha. Đưa lên cho đã rồi bây giờ không đưa nữa. Rồi bây giờ thì bác Joe đã gặp cái trường hợp đó, sắp sửa người ta truy tố. Truy tố liên quan đến con trai của mình. Các quý vị biết là thời ông ta làm phó tổng thống thì con trai của ông ta đã làm ăn với nhiều tập đoàn trong